Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với GFF Blockchain Insight. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi săn retro uptick ở trên thằng Zcashin, một cái giải pháp Layer 2. Nếu như mọi người đã bỏ lỡ cái kèo của Optimism thì có thể là tham khảo cái thằng này. Và chúng ta cần lưu ý là săn airdrop ở trên thằng Zcashin này sẽ tốn một ít phí ha, khoảng hơn 10 đô đó. Thường những cái kèo mà săn mà tốn phí như vậy sẽ rất ít người làm. Tuy nhiên là ít người làm thì cái cơ hội mà trúng được airdrop nó sẽ cao hơn. Nhưng mà không có cái gì là chắc chắn cả. Săn những cái kèo này nó rất là hên xui, thậm chí là nó cả năm sau thì nó mới có airdrop, rất là nhiều kèo rất là lâu. Nếu mọi người cảm thấy là bỏ được cái khoản phí này thì có thể làm. Ở trên website của gffblockchain.com có cái bài viết tổng quan về dự án Zcashin của anh Phi Hinh, viết rất là đơn giản và dễ hiểu. Mọi người chỉ cần lên đây và đọc là có thể hiểu về dự án. Còn trong cái video này mình sẽ hướng dẫn về săn retro thôi ha. Đầu tiên mọi người giúp cho mình là vào cái trang web zcashin.io. Tất cả các cái link ở trong video này mình sẽ để dưới phần mô tả, mọi người chỉ cần xem và click vào thôi ha. Rồi chúng ta sẽ đăng nhập cái ví MetaMask của mình vào, sau đó mình bấm vào Open Wallet. Tiếp theo là bấm vào Ethereum Wallet nè, rồi chúng ta chọn MetaMask. Và chúng ta đã có một cái địa chỉ ví của Zcashin thì mình cần phải chuyển tiền lên trên cái ví này, bắt đầu mình sẽ giao dịch. Nếu như mọi người có sẵn ETH ở trên ví MetaMask của trên Ethereum á, thì mọi người bấm vào top up nè, xong rồi bấm vào Zcashin nè, rồi mọi người chỉ cần điền cái số ETH cần chuyển vô đây, rồi bấm top up ha. Phí là khoảng 2,91 đô nè, khoản phí này chúng ta sẽ mất ha. Còn nếu như những anh em nào có stablecoin ở trên Binance thì có thể chuyển qua sàn FTX, sau đó là mua ETH xong rồi chuyển lên ví MetaMask của trên Ethereum thì nó sẽ phí nó sẽ rẻ hơn mọi người nha. Sau khi mọi người bấm vào đây, điền số tiền cần chuyển lên, bấm top up, rồi làm theo xác nhận và chuyển tiền thành công, thì giao diện nó sẽ hiện ra như thế này. Đây là cái ví khác của mình. Mình có tiền ở trên đây rồi, mình có swap các thứ rồi, thì mình không có chuyển lên nữa. Rồi nếu mà mọi người chuyển có cái đồng ETH này rồi, và mọi người bấm vào swap ha. Còn những cái đồng này thì mọi người chưa có cũng không sao, không có swap. Nó hiện ra một cái sàn DEX, đó là cái sàn Zcash Exchange. Thì cái sàn này nó cũng chưa có token luôn, mình cứ swap qua lại ở trên sàn này luôn, thì cái cơ hội mình có thể là nhận được token airdrop từ cái sàn này. Mọi người bấm vào kết nối nè, bấm vào kết nối collect, chọn MetaMask ha. Rồi đã kết nối với lại cái ví của mình. Rồi ở đây chúng ta sẽ trade mua bán các cái token ở trên này. Chúng ta có ETH thì chúng ta sẽ mua bán ETH với lại USDC ha. Ở đây mình có 0.09 ETH nè, ở đây mình bán 0.9 nè, 0.95 cũng được, bấm sell, xin để xác nhận. Rất là nhanh mọi người ha, vừa bấm là thành công luôn. Mình đã bán ra, mình có 107 USDC nè, bây giờ mình mua lại. Mình bán và mua lệnh market luôn cho nó nhanh mọi người ha. Phí hiện tại là 0.07 USDC, mua mát luôn. Rồi đã thành công. Còn nếu mà mọi người bán ETH thì phí nó hiện dưới này nè, 0.006 nè. Và mọi người có thể là check phí ở trên Etherscan nè, hiện tại là 23 Zway nè, cũng khá là rẻ ha, tầm dưới 40 là được rồi. Chúng ta cứ mua xong rồi bán, hoặc là sử dụng bình thường, hoặc là cái làm sao để cho cái volume giao dịch nó tăng nè, mua bán nhiều lần nè, thì khi mà họ có airdrop thì cái cơ hội mình nhận được sẽ rất là cao. Cái này là mọi người tự làm thêm ha, chấp nhận bỏ được khoảng bao nhiêu phí thì mọi người có thể là bỏ. Phí này nó không phải không mấy đô, rất là rẻ thôi, không mắc đâu. Rồi mình sẽ lướt qua phần này. Quay trở lại với cái ví của Zcashin thì mọi người thấy ở đây có cái phần NFT ha. Ta click vào, chúng ta có thể là tạo các cái NFT ở đây. Mình đã tạo thử một cái NFT thành công rồi, cũng khá là đơn giản. Nếu mà mọi người chưa thì mọi người có thể là bấm vào chữ Min NFT ha. Có thể dùng cái mã không ít nè, mã H hoặc là dùng CAD. Thì ở đây mình dùng CAD thì mọi người sẽ dùng cái phần mềm của IPFS. Mọi người truy cập vào web là ipfs.io. Rồi chúng ta sẽ cài đặt cái IPFS này cho máy tính ha. Click vào đây. Rồi mọi người kéo xuống đến cái phần Windows nè, mọi người click vào IPFS Desktop nè, click vào đây, nó sẽ ra cái GitHub của IPFS ha. Rồi kéo xuống đây, mọi người sẽ chọn cái đuôi chấm
ASN ha, IPFS Desktop Setup là 0.21 nè, cái bản mới nhất. Rồi tiếp theo click vào đây để download cái phần mềm về và cài đặt. Và phần mềm cài đặt xong mở lên nó sẽ như thế này. Mọi người vào cái mục file nè, click vào đây, rồi mình bấm vào chữ import nè, xong mình chọn file, rồi mình gửi một cái ảnh nào đó lên thôi, mình chọn bất kỳ một cái ảnh nào đó mọi người ha, click vào. Rồi tiếp theo là bấm vào chỗ ba chấm nè, bấm vào copy CAD, quay trở lại với cái chỗ min NFT nè, mình dán cái CAD mình vô đây, xong rồi mình bấm chỗ min NFT nè, xác nhận min proceed. Như vậy là đã thành công rồi mọi người. Ok, ở đây là mình có hai cái NFT nè, đây là cái NFT thứ nhất nè, cái NFT thứ hai nè. Xíu nữa thì nó sẽ hiện cái ảnh lên trên đây mọi người ha. Như vậy là cái phần NFT mình đã trải nghiệm tạo một cái NFT cũng rất là đơn giản thôi. Mọi người có thể tạo thử vài cái tùy mọi người có thời gian rảnh mọi người ha. Tiếp theo là mình sẽ break tài sản của mình ETH từ cái chain Yes Casino sang những cái chain khác, mình sử dụng thử ở trên cái cầu Orbiter Finance ha. Rồi mọi người bấm vào Connect Wallet để kết nối với lại cái ví của mình đã. Sau khi kết nối thành công, rồi ở trên này mọi người chọn cái chain là Zcash ha. Mình ví dụ mình chuyển qua Arbitrum đi. Đấy, mình có 0.0996 ETH nè. Mình bấm mát nè, hoặc là mình có thể là bấm 0.9 thôi, tùy 0.09 thôi. Đấy. Rồi mình bấm send ha. Confirm and send. Send. Đây, nó đang chuyển. Như vậy là đã thành công. Trở lại, mình lại chuyển ngược từ cái chain Arbitrum nè về cái chain Zcash của mình. Để bấm mát luôn. Send. Click nút quạt. Xác nhận. Confirm. Rồi, đã thành công. Mình thấy cái chuyển cầu này khoảng tầm 10 đến 20 giây mọi người ha. Trở lại thì mình đã thử chuyển ETH sang cái thằng Arbitrum này rồi. Thì bây giờ mình chuyển từ Zcash này sang cái mạng Polygon. Ok, bấm mát nè. Rồi bấm 0.09 này, 0.09. Rồi, bấm send. Switch nút quạt. Confirm. Send. Mọi người lưu ý là khi mình chuyển sang cái chain Polygon này á, thì khi mình chuyển ngược lại thì cần phải có Matic là cái đồng token làm phí ha. Nếu như mà mọi người chưa có thì có thể là lên ở trên Discord của dự án để mình xin phí. Nó sẽ cho mình 0.01 gì đó để làm phí. Nếu mà cái video này nó ngắn thì mình sẽ làm thêm một cái đoạn nữa cách mà xin phí ở trên Discord của Polygon. Còn nếu dài thì mình cho qua. Nếu mà bạn nào mà khó khăn cái việc xin phí thì comment ở dưới cái video này mình sẽ hướng dẫn ha. Hoặc là có thể là để lại cái phí mình gửi Polygon qua cho, thì nó cũng rẻ thôi, không bao nhiêu cả. Quay trở lại, mình thì mình đã xin phí rồi. Rồi mình sẽ thành công rồi, mình sẽ chuyển ngược lại cái thằng Polygon này sang cái thằng Zcash ha. Mát nè. Chúng ta cứ swap cứ chuyển tiền qua lại giữa các cái chain này. Làm sao cho cái volume giao dịch nó cao, ví dụ như là nó có thể là trên 1.000 đô hoặc là bao nhiêu đó, hoặc là có thể là swap nhiều lần chẳng hạn. Mình sử dụng cầu và mình sẽ swap các chain, thì sau này cái thằng Zcash nó ra token thì những cái người dùng thực thụ á thì nó sẽ xem xét, càng ngày nó càng khó mà mọi người. Mình làm sao mà nó xem mình là người dùng thì mình sẽ có được airdrop thôi. Không phải là mình làm một lần hoặc là một tuần mình vô làm một hai lần chẳng hạn, hoặc là như thế nào đó tùy theo cái khả năng, thời gian, tài chính của mọi người, cái phí bỏ ra. Nói chung xăng cái này cũng rất là hên xui, nhưng mà cái cách làm nó như thế. Mình cũng mong là mình có thể biết cái gì mình chia sẻ cho mọi người cái đó, để cho mọi người có thể là trúng được cái airdrop này ha. Đó, nãy giờ là mình làm 4 lần rồi. Là mình làm một lần gần 100 đô, thì làm 4 lần được 400 đô, ví dụ vậy. Hôm trước thì mình cũng có làm rồi, cái này mình làm lại thôi. Bây giờ mình thử một lần nữa. 0.09 nè. Send. Đó, chúng ta cứ trải nghiệm đi. Ngoài ra là còn những cái chain khác nữa mọi người. Chúng ta có thể thử hết các cái chain ở đây tùy theo mọi người thích cái chain nào ha. Thành công. Chuyển lại.
Rồi cái mục chuyển tiền ha, qua các cái chain qua lại với nhau thì nó chỉ có như vậy thôi. Mọi người cứ thử trải nghiệm thử, ngoài hai chain này thì còn những cái chain khác. Và mọi người cũng cần lưu ý khi mà mình swap hoặc là mình giao dịch ở trên đây á, mà cái phí bằng ETH á, thì mình phải check cái phí ở trên Etherscan xem rẻ hay không ha. Tầm 21 là cũng khá là rẻ đó mọi người. Nếu mà nó trên khoảng 5-60 thì hạn chế ha. Được cái giờ nằm nó xuống khoảng 40 trở xuống thì ok. Còn 21 thì cũng khá rẻ rồi, hoặc là xuống mười mấy nữa thì càng tốt. Càng thấp thì cái phí nó càng rẻ thôi. Tiếp theo đến cái phần donate thì mọi người vào gipcoin.co ha. Lại vào đây chúng ta đăng nhập, bấm vào sign in nè. Cần một cái tài khoản GitHub để đăng nhập. Nếu mà mọi người chưa có thì mọi người chỉ cần bấm vào sign in này và có chữ create thì chúng ta click vào làm theo hướng dẫn và tạo cái tài khoản ha. Sau khi tạo tài khoản và đăng nhập thành công, mọi người click vào ví này, bấm vào kết nối với ví MetaMask ha. Rồi hiện hình cái quảng cáo ở đây là thành công rồi. Mọi người bấm vào product nè, bấm vào grant. Hồi nãy mình quay xong rồi mà sao nó không có nghe tiếng, giờ phải quay lại. Rồi bấm vào view. Ở đây mọi người search cái dự án là JD Swap. Đây này, đây là cái dự án này, bấm add to cart nè. Rồi, ở trên đây nó có cái hình chiếc xe đẩy nè, bấm vào chiếc Aurang nè. Ở đây mình tặng cho nó một đai thôi ha. Nếu như anh chị em nào chưa có đai thì quay lại cái sàn JD Swap nãy á, ta swap từ ETH của mình qua đai ha, một đồng đai là được rồi, mình swap ít thôi đó. Xong rồi mình bấm vào Amre đi check out nè, bấm vào ZKSYNC ha. Cái đây là một cái sàn, hình như là một cái sàn deck luôn ở trên thằng Starknet á, mình làm hy vọng là sau này nó cũng sẽ tặng error cho mình. Còn thằng ZKSYNC thì bây giờ nó không có nhận donate nữa. Rồi bấm chọn một đai, rồi bắt đầu chúng ta sẽ bấm vào ETH kết nối nè, MetaMask nè, rồi bấm xin ha. Ở đây là tặng cho một đai, phí của nó là đâu 16 nè. Hiện tại là kể đây là cái số token mình còn nè. Hồi nãy là mình có tặng, vừa tặng rồi á, mình quay bị lỗi, giờ mình quay lại. Xong chúng ta chỉ cần bấm vào payment và xác nhận ở trên ví là tặng nó thành công thôi. Hy vọng là sau này cái thằng JD Swap này nó sẽ error cho mình. Quay trở lại với cái ví thì mọi người có thể thấy là lúc đầu là mình có 0.0999 ETH, đâu đó khoảng 115 đô. Với lại khoảng 2.5 đồng đai, thì bây giờ sau khi làm tất cả các thứ thì mình tốn khoảng 10 đô. Nếu như mọi người swap nhiều hơn hoặc là chuyển cầu nhiều hơn thì nó sẽ tốn cao hơn. Nó tùy theo cái vị thế mọi người có khả năng chịu mất được khoảng bao nhiêu tiền phí và có thời gian nhiều hay không. Hy vọng là qua cái video này sẽ giúp mọi người có thêm nhiều thông tin về cái kèo Airdrop của ZKSYNC này. Mình cũng muốn chia sẻ những cái gì mình biết để giúp cho mọi người có nhiều cơ hội hơn. Nếu như anh chị em nào có gặp khó khăn trong cái quá trình làm thì có thể để lại comment ở dưới bình luận để chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau. Hoặc là những anh chị em nào có những thông tin hay ho, hữu ích hơn, có thể để lại comment dưới bình luận chia sẻ lại cho mình và tất cả mọi người. Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau những thông tin để giúp cho nhau cùng phát triển, cùng cố gắng và cùng có cái tài chính nó tốt hơn. Cảm ơn mọi người. Nếu như mọi người thấy cái video này hữu ích, hãy giúp cho mình một like. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo.